chào ông bà cô chú. Có ông bà cô chú nè, bây giờ là 3 giờ chiều ở trên sân thượng nè. Thấy không? Đâu chạy chạy chạy, cô đứng lên cho ông bà cô chú coi bộ đồ bơi con đi. Đi lên. À. Chay về đây là đồ bơi này là bà nội mua nha, bà ngoại mua cho chay nè. Đó. Trời ơi, trời. Bơi sao? Giờ mẹ mẹ nói nha, mẹ đếm đến ba là mình đếm con chào cô chú nha. 1 2 3 xin chào. Đúng rồi, xin chào chay, giỏi quá. Chay xin chào mẹ nghe nghe coi. Xin chào. Chay, chay. Chay ơi. Chay xin chào ông bà nè, qua đây nè. Nhanh lên. Ly xin chào đi, Ly xin chào. Cái mực nước này tính ra nó cũng không có cao lắm cô chú. Cái này chắc cũng 5-7 phân. Xả đầy lên, giờ này giờ trưa trưa cho nước nó ấm thì nó dễ tắm hơn. Chị ơi con thích không? Chị thích không chị? Không có uống nước này. Không uống nước này nha. Trời ơi Ly ơi. Chị không uống nước này. Mẹ nói chị không uống nước này nha. Không được uống nước này. Dơ nước con, dơ cái mấy quay. Cứ mấy quay. Rồi tắm đi. Trời. Đâu, chơi bơi sao mẹ Ngân coi này. Lấy được bằng đàng hoàng mà, cấp bằng đàng hoàng phải không con? Wow. Wow. Sao con? Ôi cô chú nào tặng cho chơi cái dây chuyền dễ thương quá à. Em đi bơi. Cho ăn đi cũng dễ. Ăn đi cũng dữ dội luôn. Đã thì cái chứ. Đã con đó nọ nghe. Thích không? Trời ơi. Làm mưa làm gió vậy đó hả? Ê, Chin, mày thấy rồi nha. Đã dữ ta. Trời ơi. Tính ra tắm ở đây là an toàn hơn là mình dẫn đi hồ bơi. Nước hồ bơi nè con. Nước hồ bơi á, mẹ thấy dẫn mình xình lên tắm nó có thải chút sắp nửa thùng nước bột á. Dạ, bột tẩy á mẹ. Đổ xuống hồ. Trời ơi, đã chưa, thích chưa? Coi có chỗ trên ly kìa. Tắm nhiều khi nó mặn mặn nước. Khoái đó. Coi ly ngồi chùm hổm nè. Bụng mỏng. Bụng mỏng. Đúng rồi, xin không có lấy nước nha. Cái nước này là dùng để cái bình nó để tưới rau sạch của ba Bảo cả nhà. Ba Bảo. Đúng rồi, ba Bảo, nhắc tới ba Bảo rồi kêu ba Bảo. Đấy, rau sạch của ba Bảo. Trời ơi, người ta đi học bơi có khác nha. Đi học bơi có khác cô chú coi được ghê chưa. Đó, anh hai giờ bài chỗ đó. Anh hai bài bậy rồi nha. Anh hai làm vậy là em bắt chước theo á con. Rồi, tắt nước đi con. Ly là Ly ngưỡng mộ anh hai lắm, anh hai làm gì làm theo. Coi chừng đổ nước xuống em á con. Thôi ngồi xuống bơi nè, không bơi là mẹ cho xuống á xin nha. Chay ơi, con thích không con? Con thích không? Thích không? Bơi. Trời ơi. Ly đánh. Ly lan hai à. Hai nhiều quá. Để mẹ ngồi lấy cho, Thấy thừa không không? Chay á, cả nhà biết không, thích nhất là hả cái làn da của chay á, trắng đều, màu mịn, thấy thương lắm luôn á. Thôi Ly bụng bự nè. Sao con? Uống nước rồi phải không? Ôi. Đâu Ly bơi, anh hai bơi sao anh hai? Không nhảy vô, không nhảy vô té, đứng em coi. Đó, đau chân nghe. Xin làm Ly chay bắt trước nè. Chay bắt trước xin đó nghe. Cười.
Anh hai làm đổ nước rồi. Nước thêm cho con nha. Hôm nay là ba mẹ của Chay là đi đi Nhật rồi cả nhà. Đó. Chắc chiều nay là ba Bảo với lại mẹ Ngân với lại bà ngoại dẫn cho ba đứa đi khu vui chơi được nè. Trời ơi, đổ hết nước rồi. Đổ hết nước lấy gì tắm? Hả? Em cần. Đó giờ cô chú coi nè, đó ba đứa tấn công bà ngoại tơi bời luôn. Ba đứa tập trung mệt về cả nhà. Đó. Tắm cho ba đứa mà cuối cùng lát rồi bà ngoại cũng đi tắm luôn nè, ướt mềm luôn chứ không giỡn nữa. Ly, làm gì vậy Ly? Chơi lội đi, chơi lội đi. Chơi học bơi, bơi sao cho mẹ Ngân coi đi. Con mình đã xả nước ra uổng. Đó, bắt trước liền hà. Chơi với anh hai chơi thân nhau lắm cả nhà. Anh hai làm gì là chơi bắt trước theo. Chơi làm đổ nước hả? Rồi. Rồi. Rồi cho liền, cho chay úp mặt vô tường liền. Rồi. Cho chay úp mặt vô tường liền. Đúng rồi, cho chay úp mặt vô tường vuông, làm đổ nước. Hả? Trình không uống nước đó, nước giờ nè. Chay hát bài ABC nghe Chay ơi. Con cẩn thận con đường trơn trơn nè. ABC đó. ABC. Baby shark du 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 du. Hát sao chị? Mẹ Ngân không biết bài đó luôn á chị ơi. Chị hát cho anh hai múa đi, hát bài baby shark đi. Trời ơi, ghẹo anh ba đi. Cười ở đó cười. Baby shark du 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 du, chay hát bài đấy chay. Trên không đổ nước con. Ồ hay quá. Có mặt các bạn. Ta là chói chám đây. Chói chám đây. Chói chám. Gì vậy chay? Giờ mỗi đứa đi mỗi hướng rồi cô chú ơi. Đó. Sau khi tắm chán giờ mỗi đứa đi một hướng rồi đó. Chị làm gì chay, làm gì chay? Thôi bây giờ tắm 15-20 phút rồi cho vô nha. Cho vô nha. Vậy bây giờ mình bye bye cô chú rồi mình đi vô nè. Ai bye bye giỏi nè, 1 2 3. Bye bye. Xin bye bye xin. Mà. Ly nè, Ly nè. Ly bye bye, Ly mi gió. Ai gì? Má. Đúng rồi, anh hai bye bye xin anh hai. Anh hai biết nói nè. Đây. Rồi, thay đồ xong mình nè cô chú ơi. Đây con chào mọi người đi, con chào ông bà đi. Hai cô chú đi. Sao? Có ăn gì á? Xin chào ông bà cô chú đi xin. Ba nè mới tắm xong sướng ghê không? Này đây.
ba đứa này hợp lại một cái là quá trời. Ăn gì á? Please nè. Please, thank you. Ăn đi. Đó, đó, không có giành nha, anh em không có giành nhau nha. À, phải ăn cái đó. Hình như cái hôm qua là có cái dòng à. Thôi, ai, ai, Ly. Cái gì á? Bé Tiêu Du đâu? Mãi Bé Tiêu Du con nghe. Đúng rồi. Bé Tiêu Du chơi nha. Mommy. Trời ơi, biết trơn không nghe nha. Mommy. Ôi, không xô anh nha chưa? Hai xô cái thằng nhỏ này lắm. Ăn xúc xích đâu? Chị đang xúc xích không? Xin. Chị đang giúp chết đâu? Ừ? Thầy nói sao? À, con ăn giúp chết. Ở đầu bồng hả? Đầu bồng đâu á? Đâu? Ủa, đi đâu? Hả? Đi đâu? Thấy thầy đi đâu? Ngoại bồng con đi đâu? À, ông thổi ăn cay. Trời ơi. Thổi đi cây đi. Đâu con thổi này cho coi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mẹ Ngọc đã đi Nhật rồi đó là hả? Chơi ở nhà với bà ngoại với ba mẹ bảo. Đi bơi chúng ta em lên nào cũng đói hết. Quá hả con ha. Trước đi bơi lại nhớ cho ăn sơ sơ bát sữa rồi đó. Nhà con nhà con bé là Ngọc mua bên Mỹ về luôn á. Này là con bé bên Mỹ này. Ngồi đẹp mẹ con ơi. Ngồi vậy chứ có đẹp. Hát đi con, hát đi con, hát đi bắt đê con đi. Mà để có phu với tấm hình của nó lên. Tại vì gia đình đi không có cái thời gian để làm cái đó. Ăn kem đâu ta? Kem đâu? Hai cô kìa, hai cô cho con uống kem. Mẹ có bao nhiêu cháu? Chị hai nè. Chạy, đúng rồi chạy. Đây đâu? À, chỉ là màn hình nó biết kêu chay nè cô chú. Chay đâu? Chay đâu? Chay đâu? Chay đi. Còn đây là cái sân. Chay đi. Thì hôm nay là làm tổng cộng 10 bàn nhưng mà phải để một bàn dư. Dư quá hát con ơi. Dư quá thì hy vọng là sao. Dư quá. Chiếc luôn hả đi? Dư quá. Cái nhà mà làm thì cũng mừng. Đúng rồi, dư quá. Cái đó thì dư quá. Ngoại cố. Ăn đi lên chay, bóc ăn đi con. Anh xúc xích cho anh hai đi. Anh hai ăn xúc xích cho em thấy đi anh hai. Xin 1, 2, 3 vô với em được không? Nhìn giống học bánh chưng đúng không? Đó, đây là cái tựa của học với này, của
Chị ơi, đâu ăn chút chít đi. Ngon quá.